Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Tấn Minh. Thưa quý vị, lẽ ra chúng tôi sẽ phải là người đầu tiên để bước ra sân khấu chào đón quý vị đến với đêm nhạc danh ca Việt Nam. Nhưng có lẽ do ý đồ của đạo diễn thì muốn dẫn đưa quý vị ngay lập tức vào cái không gian âm nhạc của đêm diễn này. Và vì thế thì tiếng hát Tấn Minh đã là lời chào đón quý vị đến với đêm nhạc này. Và một lần nữa cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ xin được chào mừng và cảm tạ sự hiện diện của quý vị tại đây. Thưa quý vị, xin phép quý vị cho chúng tôi được giới thiệu Tấn Minh ở một vai trò khác. Trong đêm nay, anh ấy không chỉ là một ca sĩ, một danh ca, mà anh ấy còn là người biên tập âm nhạc. Và thưa quý vị, trong cái quá trình mà Tấn Minh lên bài làm nội dung là cho đêm nhạc danh ca Việt Nam này, thì anh có chia sẻ rằng là với đêm nhạc này thì không chỉ để khắc họa chân dung âm nhạc, những cái tính cách âm nhạc của từng danh ca, từng người ca sĩ góp mặt trong đêm nay, mà anh ấy còn muốn đưa ra một chiều kích lớn hơn khi tìm đến những sự kết hợp của những giọng ca vốn đã rất quen thuộc với quý vị. Xin Tấn Minh vui lòng giải thích thêm, chia sẻ thêm về cái chiều kích rộng mở của sự kết hợp này. Thưa quý vị, chúng tôi thì cũng đã diễn với nhau rất nhiều chương trình rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên những giọng ca nam ngồi lại với nhau và cùng hát một đêm cho quý vị nghe. Thực sự cũng quả thật là rất là khó khăn cho cái phần biên tập âm nhạc, vì tất cả các nghệ sĩ ở đây hôm nay có rất nhiều bài hát hay, mà thời lượng chúng ta chỉ có hơn 2 tiếng thôi, thì không biết chọn cái gì, vì bỏ bài nào cũng tiếc. Và sau khi chúng ta ngồi lại với nhau thì đã đưa ra được những bài hát mà có thể nói là tiêu biểu nhất của từng nghệ sĩ tham gia trong đêm hôm nay. Và mình nghĩ rằng là đêm nay sẽ là một đêm rất là thú vị cho quý vị. Vì tôi mình không nói nhiều nữa vì cũng sẽ lộ hết. Cũng để mong quý vị hồi hộp một chút để đón nhận tất cả những bài hát tiếp theo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khán giả đã đến đây thì họ cũng rất muốn được biết rằng là đêm nay điều gì đã chờ đợi họ. Bởi vì như anh vừa nói đó, thì mỗi một nghệ sĩ khi đứng ở vai trò solo thì đều đã rất quen thuộc với khán giả và được khán giả yêu thương nhiều năm qua. Cái sự kết hợp của những tính cách âm nhạc có lẽ là ngược nhau có làm nên điều gì thú vị hay không? Bởi vì là tôi cứ thiết nghĩ rằng là những người mà đã đứng hát solo với nhau quá quen rồi, bây giờ khi đứng lại chung với nhau trong một sự kết hợp, chắc gì ai đã chịu ai, phải không thưa quý vị? Cái sự chờ đợi lớn lao nhất của quý vị đó là chính là cái cảm xúc, cái tấm lòng và sự nhiệt huyết của từng nghệ sĩ tham gia trong đêm nay. Họ làm tới đâu, họ truyền tải được thông điệp gì đến cho quý vị, và họ có hết lòng không, đấy là điều mọi người chờ đợi nhất. Thế còn cái sự kết hợp mà với người này với người kia thì sau đây dần dần chúng ta sẽ hé mở dần ra. Anh cứ gợi mở cho tôi nói, nhưng tôi cũng phải cố gắng là tôi giữ lại. Nói chung là nếu như ở gọi là xét về kỹ năng phỏng vấn thì lần phỏng vấn này của tôi đã là thất bại. Nhưng thưa quý vị, mọi thất bại đều không có ý nghĩa gì nếu như nó không gợi mở cho quý vị cái sự tò mò của tiết mục tiếp theo. Một sáng tác đã rất quen thuộc của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc. Anh lại lộ hết vở rồi. Cảm ơn anh. Thôi được rồi. Nhưng mà bài hát thì quen, nhưng cách hát thì lạ. Và bây giờ xin quý vị nghe tiếng đàn bầu của Nguyễn Đình Phúc. Thank you.
thánh thót trong đêm thâu, tiếng đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ, cũng trầm là giọng cha. Ngân nga em vẫn hát tích tình 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 ta, tình tình thang. Tiếng đàn bầu Việt Nam ngân tiếng vang trong sáng, ôi cùng thanh cùng trầm dù lòng người sâu thẳm. Việt Nam Hồ Chí Trọng Tấn. Trọng Tấn xin được vô cùng cảm ơn tình cảm tất cả quý vị rất nhiều.